Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại shop bán hàng online chuyên nghiệp Tân Ánh nhá. Hôm nay giới thiệu cho các bác các mặt hàng chuyên và phụ kiện ngành ong. Điển hình đó là cái thùng quay mật nhá. Thùng quay mật loại cao cấp nhất hiện nay. Thì đây tôi giới thiệu chi tiết với các bác cái hình thức cái thùng quay mật như thế nào. Từ là cái bao bì ở ngoài này, đến cái khung lồng ở trong này, đến cái cơ cấu hoạt động này, để cho các bác nắm được là cái mặt hàng này chi tiết như nào nhá. Các bác trước khi đưa ra quyết định mua hàng ấy thì vui lòng xem kỹ video. Xem kỹ video để nắm được sản phẩm nhá. Đây. Đây là cái này ấy. Đây là cái bầu cái bình ở ngoài nhá, cái thùng ở ngoài. Là chất liệu là bằng inox nhá. Các bác lưu ý này, chất liệu inox. Inox này là inox loại 1. Inox này inox không hít 500 nhá. Đấy, không hít này. Đây các bác nhìn này. Đây là cục 500 này. Đấy, nó sẽ không hít. Thế còn cái tay này ấy, thì là bằng thép thì nó sẽ hít này. Đấy, cái tay cầm này bằng thép nó sẽ hít nhá các bác nhá. Tay cầm bằng thép hít này. Đấy. Thì đây cái loại này gọi là inox không nhiễm. Nó có một loại nữa, nó là inox nhiễm. Thì có nghĩa là khi các bác bắt 500 vào đây ấy, thì nó sẽ bị hít. Nhưng mà nó vẫn cái sáng bóng như này thôi. Thì cái hàng đấy là hàng bình thường, không phải hàng loại 1 nhá. Hàng này hàng xịn nhất là inox không nhiễm. À các bác thấy nhá. Thế còn cái vành ở phía dưới này, vành phía dưới này thì sẽ là bằng tôn này các bác này. Đấy, bằng tôn để cho nó độ nó cứng hơn. Đây là tôn nhá. Cái gân này ấy, là họ quấn một cái gân sắt vào đây. Đấy, tại gân này là có sắt thép ở trong này, thép trong này. Và phía trên này cũng vậy nhá. Phía trên này. Đó. Cái vành này này là cái vành nó dập gân cho nó trũng xuống để nó tạo lên cái gân cho nó cứng nhá, cho nó cứng. Thế còn cái mép trên cùng này thì trong này là sẽ có thép. Đấy, trong này sẽ có thép này. Thế thùng này ấy, là cái thùng bằng chất liệu inox loại 1, gọi là inox không nhiễm nhá. Thế còn cái phía dưới này ấy, là cái con ốc người ta chốt để làm cái cắm cái trục vào cho nó quay nhá. Thế đây là cái hệ thống thùng ở phía ngoài để các bác nắm được này nhá. Cái này khi các bác gửi hàng cho các bác ấy, thì cả cái thùng này sẽ được đóng trong một cái khay gỗ để bảo đảm cho nó không bị móp méo nhá các bác nhá. Thế còn đây là cái hệ thống xương bên trong. Hệ thống bên trong thì tôi đã giới thiệu đầu tiên với các bác, hàng này nó là hàng cao cấp nhất, thì có nghĩa là cái xương trong này nó cũng bằng chất liệu inox hết luôn. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ không hít hết nhá, inox hết này, cả trục này nữa này. Đấy. Thì nếu mà hàng mà không phải là hàng loại 1 ấy, hàng bình thường hơn ấy, thì là cái vỏ thùng này là sẽ bằng inox nhiễm. Inox nhiễm là một. Những cái nan ở trong này là sẽ bằng kẽm. Các bác lưu ý nhá, bằng kẽm không gỉ ấy. Thế nhưng mà khi mình đưa 500 mà nó sẽ hít. Thì loại đấy là hàng rẻ tiền hơn. Thì các bác nào có nhu cầu đặt như nào ấy, thì là các bác trao đổi với shop. Thế còn đây là shop giới thiệu với các bác là cái loại hàng đẹp nhất nhá, hàng đẹp nhất, hàng xịn nhất. Còn các bác nếu mà lấy cái vỏ thùng mà inox không nhiễm này đi với lại cái xương mà bằng kẽm ấy thì giá thành nó sẽ rẻ xuống. Thế còn cái xương này bằng kẽm luôn mà đi với cái này cái vỏ thùng bằng inox nhiễm ấy thì lại còn rẻ nữa nha các bác nhá. Đây là đặc biệt là giới thiệu với các bác là cái hàng cao cấp nhất, tất cả các xương trong này toàn bộ là inox hết nha các bác nhá. Nhưng mà riêng cái phía cái tay đòn này này, tay đòn này ấy, thì đối với hàng xịn này ấy, nó bằng inox, nhưng mà cái loại này là loại dày thì bắt buộc người ta phải có cái loại inox nhiễm, chứ không có inox không nhiễm nhé các bác lưu ý kỹ. Cái này inox không han không gỉ nhưng mà thuộc dạng là gọi là inox nhiễm. Đấy nhá. Thế còn đối với cái hàng rẻ tiền hơn là không bằng kẽm này, bình cái thùng ngoài này bằng inox nhiễm ấy, thì cái nan này ấy, thì là bằng sắt các bác nhé. Nhưng đối với hàng loại 1 này thì nó là bằng inox, nhưng mà nó là inox nhiễm. Đấy, inox nhiễm là bắt hết 500 rồi này. Còn inox nhiễm này, còn inox này inox không nhiễm. Đấy. Đặc biệt cái thanh này thì không có loại inox không nhiễm, đâm ra là phải buộc phải lấy như vậy nhá. Thế còn kết cấu quay ấy, thì là bánh răng trục to. Trục 10 ly ấy các bác nhé, trục to này, bánh răng to. Và có kết hợp vòng bi cho các bác để đảm bảo độ êm. Thế đây là cái lõi trong. Cái hình thức lõi trong là như này nhá các bác nhá. Thế bây giờ tôi sẽ lắp vào trong cái thùng này cho các bác thấy. Thùng này thì người ta sẽ đặt một cái ốc chốt ở giữa này rồi để định vị. Để định vị cho cái trục này. Nó thả vào nhá. Đó. Và hai bên thành này khoan lỗ để bắt tay. Giờ mình thả sao đúng cái vị trí xuống.
Rồi mình căn cho cái này nó vào trong. Và căn nó bên dưới nó vào lỗ. Rồi. Bắt đầu định vị con ốc vào nha các bác nhá. Các bác định vị ốc vào. Đây là tôi tháo ra cho các bác xem chi tiết cụ thể là cái hàng này nó làm như thế nào, chất liệu như nào để các bác nắm được. Thế còn khi gửi hàng cho các bác thì sẽ để nguyên thôi, chứ không có tháo đâu. Tháo ra thì nó không có vững, nó có cái xương ở trong này thì nó mới giúp cái thùng nó vững được nhé các bác nhé. Đấy, tôi xiết tạm ở đây cho các bác mỗi bên một con đi. Mỗi bên một con để tôi quay cho các bác thấy được cái sự hoạt động êm ái của nó nhé. Cái này thì hoạt động cực là êm rồi. Và cái này là cái gọi là cái thùng quay mặt 4 cầu. 4 cầu mà dành cho ông nội các bác nhé. Dành cho ông nội ấy, chứ không phải dành cho ông ngoại đâu. Thùng ông ngoại, cái cầu của ông ngoại nó sẽ to hơn. Và đấy cái này các bác phải lưu ý nhá. Đây là tôi giới thiệu là cái dành cho ông nội. Đấy các bác lưu ý, cầu của ông nội thì mới dùng được. Thế còn các bác mà dùng cầu của ông ngoại là sẽ to hơn, không đúng kích cỡ là sẽ không dùng được nhá. Rồi bắt tượng trưng cho các bác hai con hai bên. Đối với cái loại thùng 4 cầu này ấy, thì là các bác không cần phải làm cái lỗ để tháo mặt đâu. Bình thường là mình quay được khoảng 20 lít, hơn 20 lít là mình sẽ chắt nó ra nhé. Khoảng 20 lít ấy, khi mà cái mặt ở phía dưới này nó gần chạm cái thành trên này ấy, nó đạt được mười mấy 20 lít rồi ấy, là thì mình sẽ chắt nó ra, nó nhẹ nhàng hơn, sạch sẽ hơn. Thế còn khi các bác mà đục lỗ ấy, để tháo mặt ấy, thì các bác lại phải kê nó cao lên như này thì nó cũng đỏng đảnh, nó không có được chắc chắn, nó hơi bất tiện nhé trong vấn đề di chuyển. Thế đây các bác này, các bác nhìn hệ thống này nhé, trục cũng inox hết này, bánh răng được hỗ trợ bằng ba vòng bi, có nghĩa là chỗ nào khớp quay ấy, là đều hỗ trợ vòng bi hết để cho tạo ra cái lực trơn nhé, lực trơn. Đây các bác này, đấy. Hoạt động rất là êm du luôn, vững chắc. Đối với cái này thì độ bền là cực kỳ rồi nhé các bác nhé. Đấy, độ bền gần như nó là vĩnh viễn. 3 vòng bi rất là êm ái. Đấy, nghe các bác nhé. Đây là cái thùng quay 4 cầu dành cho ông nội nha các bác nhé. Thì đây tôi đã giới thiệu chi tiết với các bác từng cái bộ phận một. Tôi tháo hẳn ra cho các bác xem rồi lại lắp lại cho các bác. Đây là cái thùng hoàn chỉnh. Đấy, thùng hoàn chỉnh như này. Đã lưu ý này, hàng này ấy thì nó rất là đắt, nó là hàng cao cấp nhất, inox không nhiễm, xương trong cũng là inox, giá của nó sẽ là phải là trên 2 triệu nha các bác nhé, trên 2 triệu. Còn cụ thể thì các bác cứ điện alo trực tiếp đến cho shop theo số điện thoại này. Thế còn nếu mà các bác đặt cái hàng mà thùng là inox nhiễm này, trong là thép này, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn xuống mấy trăm nghìn nữa. Cái đấy là các bác cứ trao đổi cụ thể đi. Nhưng mà tôi giới thiệu các loại hàng một đẹp nhất cho các bác chơi. Tại vì nhiều khi các bác mà nó có hơn kém một chút ít thôi thì lấy cho tôi cái hàng cao cấp nhất đi, tôi dùng cho nó sướng. Chứ không cứ gì phải chơi cái hàng mà nó rẻ đi được có 300-400 nghìn hay 500 nghìn đấy mà nó lại bằng inox nhiễm hay là bằng khung kẽm thì nó không được khoái lắm. Đấy, thì đây giới thiệu với các bác là cái hàng cao cấp nhất nhá, cái thùng quay mặt này. Ngoài ra là tất cả có các dụng cụ liên quan đến ngành ong cho các bác nhé, là bình phun khói này, bình xịt khói này, dao cắt bít này các bác nhé. Đấy, dao cắt bít hàng của công ty ong Việt Nam rất là bén. Áo bảo hộ để các bác nuôi ong mật nhé, áo liền mũ ấy, áo liền mũ nhé, và cái mũ không, đây mũ không nha các bác nhé. Rồi kim di trùng cho các bác làm chúa này, còn có cả cái lồng nhốt chúa nữa. Đây là kim di trùng, còn lồng nhốt chúa thì tôi để trong nhà kia rồi. Đấy, thế còn ngoài ra thì cho các bác nuôi ong, còn các bác mà đam mê gọi là bắt ong ấy thì sẽ có cho các bác là quần áo bảo hộ hàng cao cấp bằng vải nhé. Và cái quần áo mẫu bằng da rèn di phổ thông hiện nay trên thị trường, loại nào shop cũng có nhá. Đấy, phục vụ cho các bác từ cái vật tư nuôi ong mật tới phụ kiện bắt ong săn ong, hàng thì rất là nhiều.
các bác nhìn kìa, cả xe luôn, phục vụ cho các bác là ship COD đi toàn quốc nhá. Đấy, các bác đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp các đầu số của shop nha các bác nhá. 5 đầu số điện thoại của shop Tân Ánh, Ngọc Ánh đến từ Nhân Nam, Tây Yên, Bắc Giang nhá. Rồi cảm ơn các bác, cảm ơn các bác đã ủng hộ shop Tân Ánh nhiệt tình trong thời gian qua. Xin chào các bác và hẹn gặp lại trong những cái video sau.